Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách làm bánh gói từ lá chuối vô cùng thơm ngon và đơn giản tại nhà. Phần bánh sẽ dẻo mềm và cũng có tên gọi là bánh nậm tôm thịt, ăn kèm với nước mắm vô cùng thơm ngon luôn. Cách làm này á thì chỉ cần một cái lá chuối thôi, mình đã làm được cái phần bánh rất là ngon như thế này. Tùy theo mỗi vùng miền sẽ có cái cách gọi khác nhau, thì ở dưới mình gọi là bánh gói tại vì nó giống như là cái gói mình nằm đó các bạn. Để làm bánh nậm tôm thịt, ở đây mình có chuẩn bị 50g thịt nạc xay. Phần thịt nạc này mình chuẩn bị là nạc nhiều hơn mỡ nha các bạn. Và 40g tôm khô, phần tôm khô này mình đã ngâm nở mềm, để chút nữa mình sẽ đem đi xay thì nó sẽ dễ hơn. Và 50g thịt tôm, mình lột ra xong rồi mình mới cân lại nha các bạn, là 50g. Gốc hành lá mình chuẩn bị là 1 muỗng canh dung, 2 muỗng canh hành tím băm nhuyễn, 3 muỗng canh dung, củ hành trắng mình cũng băm nhuyễn luôn, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng rưỡi cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Không thể thiếu đó chính là màu dầu điều, thì mình chuẩn bị là 2 muỗng canh nha, thì sẽ tạo lên cho món ăn của mình được đẹp hơn. Phần tôm khô mình sẽ cho vô cối xay thật là mịn luôn nha các bạn. Khi mình ngâm rồi thì nó sẽ mềm và mình sẽ dễ xay hơn với cái món này ha. Xay xong rồi mình sẽ cho ra cái chén này. Tiếp tục thì mình cũng sử dụng lại cái cối này để mà mình đem đi xay cái phần tôm tươi luôn. Sau đó mình cũng xay cho nó thật là mịn luôn nha. Đó, mình sẽ thu được cái phần tôm tươi ngon như thế này và rất là dẻo nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hết phần màu dầu điều vô cái chảo này nha. Màu dầu điều mình làm tại nhà cho nên cái màu sẽ đậm và đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím nè, củ hành trắng, gốc hành lá mình cho tất cả vô. Sau đó thì mình sẽ phi thơm lên nha. Đảo đều tay đến khi nào mà mình thấy cái phần củ hành trắng và củ hành tím nè, nó dịu xuống một chút thôi các bạn, thì mình sẽ cho cái thịt xay vô. Các bạn nhớ là mình tán ra nha. Rồi tiếp đến mình cũng cho cái phần tôm vô luôn. Mới thì mình sẽ thấy nó hơi dính một chút, nhưng mà một chút nữa khi nó khô lại, mình tán ra đó, nó khô lại thì nó sẽ nhuyễn ra nha. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vô luôn. Đường, bột ngọt, muối, tiêu mình cho tất cả vào. Cũng tùy theo là khẩu vị của mỗi nhà, cái độ mặn hoặc là cái độ ngọt sẽ khác nhau, cho nên là các bạn nên nêm nếm lại theo khẩu vị của mình ha. Rồi mình lấy cái muỗng này nè các bạn, tán xuống. Tán đều một hồi á, thì nó sẽ tơi ra nha. Khi xào thì mình sẽ xào với lửa vừa, không quá lớn. Đảo một hồi và tán một hồi thôi thì cái phần thịt và phần tôm sẽ tơi ra như thế này. Và mình sẽ xào phần nhân này trong vòng là 7 phút với lửa vừa, không quá lớn nha. Khi mà mình thấy nó khô lại như vậy là được rồi đó các bạn, thì mình cũng tắt bếp luôn ha. Bây giờ mình chuyển sang cái phần bột để mình làm nha. 200g bột gạo, 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn, 30g bột năng. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần bột gạo vô nồi trước nha, rồi muối mình cho vô luôn. Tiếp đến mình sẽ cho vô đây là 400ml nước. Mình sử dụng nước lạnh bình thường, không sử dụng nước nóng nha. Rồi mình sẽ quậy ra cho phần bột này được tan ra hết nha các bạn. Sau khi quậy tan ra hết rồi thì trong phần bột này sẽ còn một ít bột lợn cợn lại. Mình sẽ lược qua một cái rây để giúp cho bột được mịn hơn, khi mình làm sẽ không có bị ốc trâu nha. Cái này thì mình lấy cái giá nè, cái mình tán ra là nó sẽ tan ra hết trơn à, rất là dễ luôn. Rồi mình sẽ lược lại một lần nữa nha. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Phần bột mình sẽ cho lên bếp để mình nấu luôn. Mở bếp với lửa vừa, không quá lớn, rồi mình sẽ quậy nha. Từ khi bắt lên bếp rồi mình mở lửa là mình quậy luôn. Quậy một hồi thì các bạn sẽ thấy ở dưới đáy nó sẽ hơi đông lại nè. Bột của mình á, nó chín chín rồi đó. Rồi đến khi nào mà các bạn thấy nó sệt lại như thế này thì mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vô. Rồi tiếp đến cái phần bột năng đó mình cho vô từ từ nha. Đó, mình cho vô từ từ rồi cái mình quậy lên. Thì như vậy cái phần bột nó sẽ mịn. Khi mà bột nó đặc lại mình cho bột năng vô á,
là mình cũng đã tắt bếp rồi nha các bạn. Phần bột còn lại mình cho vô hết luôn, thì cứ việc cho vô từ từ thôi, không cần gấp đâu các bạn. Nếu mà ở nhà các bạn không có cái phới giống như của mình thì có thể sử dụng 2-3 đôi đũa mình chụm lại rồi mình quậy thì nó sẽ đều lên nè. Rồi sau đó cái mình lấy cái giá nè, mình đánh như thế này để giúp cho cái bột của mình nó sẽ được mịn hơn. Bột nó sẽ lỏng như thế này, không quá đặc nha các bạn. Đó, như vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi gói. Phần nhân thì nó sẽ tơi ra như thế này nè, rất là ngon luôn và thơm lắm. Mình sử dụng lá chuối, thì lá chuối này mình cũng đã phơi nắng, hoặc là các bạn có thể trụng qua nước sôi nha. Trên lá chuối thì mình cũng đã phết một ít dầu ăn rồi, cái mình cho phần bột vô để khi làm bánh sẽ không có bị dính. Sau đó mình sẽ gấp lại rồi cái mình gỡ ra, rồi mình mới cho cái phần nhân lên, thì như vậy cái phần bánh của mình nó sẽ không có bị rớt nhân ra ngoài nha. Lá chuối này thì bề ngang mình sử dụng là 20 cm đó các bạn. Rồi mình gấp lại. Các bạn cứ việc canh cái phần bột làm sao cho nó vừa với lại cái lá chuối của mình là được nha. Với lại bánh này thì không có cần sử dụng quá nhiều bột đâu. Gấp hai đầu lại như vậy là được, không có cần mà mình cột gì hết nha các bạn. Đó, như vậy là xong rồi đó. Thì cứ việc như vậy các bạn làm cho hết phần còn lại nha. Cái lá này trông rất là đẹp nè các bạn, xanh mướt luôn. Khi đã làm xong hết rồi, mình sẽ thu được những cái phần bánh rất là đẹp như thế này nè. Các bạn nhìn nó giống cái gói ha. Bây giờ mình chuẩn bị để mà mình đi hấp luôn. Để hấp bánh thì mình cũng đã chuẩn bị cái phần nước cho nó sôi rồi thì mình mới cho bánh vô để hấp nha các bạn. Rồi mình cứ việc mình xếp chồng lên nhau không sao hết nha. Bánh này mình sẽ hấp trong vòng là 30 phút, thì cũng tùy theo là bánh nhỏ hay là bánh lớn thì sẽ có thời gian hấp khác nhau. Trong thời gian đó mình sẽ đi làm phần nước mắm nha các bạn. Phần nước mắm mình có 3 muỗng canh đường vàng, 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn, 1 ít ớt băm nhuyễn và 3 muỗng canh nước mắm. Phần nước mắm này thì mình sử dụng là nước mắm giảm mặn cho nên cái độ mặn không cao nha. Rồi mình chuẩn bị một cái tô, mình cho hết phần đường vàng, hết phần nước mắm. Rồi mình quậy ra nha. Sau đó mình sẽ cho tỏi vô. Tiếp tục thì mình sẽ cho ớt vô. Tùy theo độ cay thì các bạn có thể gia giảm cái lượng ớt này. Rồi 8 muỗng canh nước lọc mình cho vô. Rồi mình quậy ra cho cái phần đường nó được tan ra hết nha các bạn. Thì như vậy cái phần nước mắm của mình cũng đã pha xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần bánh, xem bánh của mình nó sẽ chín chưa nha. Rồi các bạn coi nè, trông rất là ngon và hấp dẫn luôn. Khi mở cái nắp ra đó các bạn, cái mùi lá chuối rất là thơm. Thì bây giờ mình sẽ gấp bánh ra nha. Phần lá chuối hôm nay á, thì mình mua được những cái lá chuối á, giữ được một cái màu xanh rất là đẹp luôn. Bánh mình vừa hấp xong cho nên còn rất là nóng nè các bạn. Để mình lấy ra cho các bạn xem phần bánh bên trong của mình nó sẽ như thế nào ha. Chỉ cần một phần lá chuối thôi thì mình đã có một cái món bánh rất là ngon rồi. Đặc biệt khi mình hấp chung với lá chuối, cái mùi vị rất là thơm. Đây các bạn coi cái bánh nè, rất là ngon luôn ha. Khi mình làm bánh này á, phần nhân sẽ không có bị rớt ra ngoài mà nằm ở bên trong cái phần bánh luôn. Đây các bạn coi nè, cái nào thì nó cũng ngon hết trơn á. Mình đã lấy ra 3 cái cho vô dĩa rồi nè. Bây giờ mình sẽ chan nước mắm lên để ăn ha. Thì ăn kèm với lại bánh này mình có thể ăn với lại giá nè, giá mà mình đã trụng á. Hoặc là các bạn có thể ăn với lại giá sống, tùy theo là các bạn thích ăn rau hay không nữa nha. Ở đây thì mình sẽ ăn như vậy. Rồi mình sẽ chan nước mắm lên. Các bạn coi là cái chén nước mắm rất là ngon luôn. Phần bánh khi làm xong sẽ có một cái độ mềm, dẻo nhẹ và rất là ngon nữa, không bị quá dai nha. Bánh này mà mình làm cái phần bột mà nó bị ít nước quá thì sẽ bị dai và khô, ăn không có được ngon. Bánh này là phải mềm thì nó mới ngon đó các bạn. Phần bánh ăn không hết thì mình có thể cho vào tủ lạnh, bảo quản trong ngăn mát, mở lạnh cao một chút thì tối đa được 3 ngày. Còn nhiều hơn nữa vẫn để được nha các bạn. Tuy nhiên á thì mình ăn trong vòng 3 ngày thôi. Khi nào ăn cái mình hấp lại. Còn mình để lâu nữa thì ăn nó sẽ cũng không có tốt cho sức khỏe của mình.
Rồi, video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé.